Ở đây mọi người đều rất là yêu thể thao, rất là cố gắng, mồ hôi rơi từng giọt, ai cũng hít thở rất là khó khăn tại vì quá mệt rồi, nhưng mọi người không bỏ cuộc. Đó là một cái tinh thần thể thao rất là tuyệt vời. You can see how much I'm sweating. Mồ hôi nhiều quá. But it was a very very good challenge and I recommend everyone to do it. Bởi vì Hair Rock Việt Nam đã đem lại cho mình một cái công thức gọi là vượt qua được giới hạn của bản thân, tuyệt vời. Và nó là một cái gì đó mà rất cần thiết trong cuộc sống luôn.